IT Khám Phá xin chào các bạn. Việc biến đổi khí hậu gây ra rất nhiều hậu quả, không chỉ ảnh hưởng đến nhân loại mà nó còn tác động đến địa hình tự nhiên. Mới đây, các nhà khoa học Thụy Điển đã đo đạc đỉnh núi cao nhất nước này và phát hiện ra rằng ngọn núi đang lùn đi. Nghe thì có vẻ là các bạn không tin đúng không? Vậy cùng tớ để tìm hiểu thực hư như thế nào nhé. Đỉnh núi từng là nóc nhà Thụy Điển ngày càng lùn đi do khí hậu nóng lên. Kebnekaise, ngọn núi cao nhất của Thụy Điển, đang biến đổi khi đối mặt với sự nóng lên không ngừng của trái đất. Họ cho biết đỉnh phía nam có sông băng của Kebnekaise đang thu hẹp lại mức chưa từng thấy trong nhiều thập kỷ. Đây là điều chưa từng có trong lịch sử gần đây. Đỉnh núi sông băng phía nam được gọi là Sitapen, cao tới 2.120m trên mực nước biển vào năm 1968. Sau đó, độ cao của đỉnh băng đã dao động do một loạt điều kiện thời tiết và khí hậu, bao gồm cả các yếu tố lượng mưa. Nhưng kể từ cuối những năm 1990, quỹ đạo đi xuống tổng thể đã trở nên rõ ràng. Năm 1996, đỉnh phía nam giảm độ cao còn 2.118m, nhưng tiếp tục giảm xuống 2.110m vào năm 1998. Năm 2011, nó giảm xuống dưới 2.100m, chạm mức 2.099,7. Và kể từ đó, xu hướng này tiếp tục. Vào năm 2018, đỉnh phía nam đã mất danh hiệu là điểm cao nhất của Thụy Điển vào tay đỉnh phía bắc của Kebnekaise. Nơi này có nhiều đá, do đó địa hình ổn định, nhưng sự suy giảm của đỉnh phía nam vẫn không hề thuyên giảm. Các phép đo mới được chia sẻ bởi các nhà nghiên cứu tại Đại học Stockholm cho thấy Sitapen hiện đang ở độ cao 2.094,6m so với mực nước biển. Và các nhà nghiên cứu không hề khó hiểu về lý do tại sao điều này lại xảy ra khi mà nó quá rõ. Nhà băng học Verholmen từ trạm nghiên cứu Tafala của Đại học Stockholm cho biết, sự thay đổi độ cao là một dấu hiệu về phản ứng của sông băng đối với khí hậu ấm lên ở Thụy Điển. Trong một nghiên cứu mới trình bày chi tiết lịch sử quan sát độ cao và những thay đổi của sông băng tại Kebnekaise, các nhà nghiên cứu cho biết dữ liệu cho thấy sự định hình lại phức tạp của khối lượng băng ở đỉnh và đang chứng kiến mức thấp kỷ lục. Vậy là chúng ta đã đi tìm hiểu xong nội dung của video ngày hôm nay rồi. Khí hậu toàn cầu ngày một thay đổi, kéo theo đó là bao nhiêu hệ lụy đi cùng, làm thay đổi hoặc thậm chí là xóa sổ luôn những cảnh quan thiên nhiên xung quanh chúng ta. Tớ nói như vậy có đúng không các bạn? Thế còn các bạn có suy nghĩ gì không? Hãy để lại ý kiến của các bạn dưới phần bình luận cho mọi người cùng biết nhé. Xem đến đây rồi ngại gì mà không cho tớ một like với một đăng ký kênh nhỉ? Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.